Pink Motor xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều tài lộc. Hôm nay tôi xin chia sẻ một cái cách mà để các bạn chế ra một chiếc máy hàn để mình hàn chập dây đồng các mối hàn của động cơ mà khi chúng ta quấn lại mà hàn cho nó được chắc chắn hơn ấy. Đấy, bây giờ tôi xin chia sẻ với các bạn nhé. Tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là tôi đang có một cái biến áp mà tôi phá ra. Đây, phe thép của nó một đống đây rồi. Đấy, giới thiệu với các bạn nha, đây là phe IE. Đấy, cái con biến áp này thì nó bằng nhôm. Bằng nhôm, nó là một cái bộ đổi nguồn từ 220 xuống 110V để chạy cho những cái đài mà nội địa của Nhật ấy. Đấy, nên người ta hay dùng những loại này, là mua sẵn thì cũng có bằng dây nhôm chứ nó không có dây đồng, nên là họ hỏng thì họ thích chúng ta là quấn lại bằng dây đồng ấy. Thì cái dây nhôm này tháo ra nó rất là khó, nó cháy này. Để các bạn mà tháo ra mà cứ gỡ mà đếm y như vòng ở trong của chúng nó thì mình sẽ khó lắm, đếm rất là lâu. Đấy, nên là bây giờ khi các bạn gặp những cái này thì là cỡ dây nhôm đây của nó thì mình cứ ráp theo những cái cỡ dây của nó thôi, mình cũng không phải tính toán làm gì cả. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ cần là tính toán cái số vòng trên một vôn để chúng ta quấn lại được cái biến áp cho nó chạy tốt. Đấy, thì tôi xin chia sẻ với các bạn này, để chúng ta muốn biết là cái số vòng trên 1V thì chúng ta phải tính. Đấy, các bạn đo cho tôi cái chiều rộng thiết diện của cái trụ IE này. Đấy, đây là 2,8cm, đấy là chiều rộng này và chiều cao. Chiều cao các bạn đo ở bên trong này thôi nhá, đo bên trong này thôi. Đây nó được là 4,2 cm. Thì từ đấy ta có công thức, ta có công thức này, N nó sẽ bằng cái số vòng trên vôn, vòng trên von. Đấy, rồi là hệ số K bằng với hệ số của biến áp. Hệ số của biến áp này thì là đây, nó là cái hệ số K của cái chất lượng của cái tôn silic của chúng ta ở đây. Đấy, chất lượng của cái lá tôn. Còn là S nó sẽ bằng với cả diện tích của cái trụ IE này. Trụ IE đây là vừa nãy chúng ta đo đấy, gọi là thiết diện của phe sắt cũng được, diện tích của phe. Ok, thì N này là số vòng trên vôn. Bây giờ chúng ta đang muốn tìm là cái số vòng trên một vôn thì sẽ có công thức này, N bằng K chia cho S, diện tích đấy, K chia cho S. Cái hệ số K này thì là người ta đã quy định cho chúng ta rồi. Hệ số K ví dụ như những cái thép, cái phe này mà phe tốt ấy, thì người ta lấy thường thường là lấy hệ số K bằng 35. Còn phe thép mà bình thường thì lấy hệ số K là 45, dao động từ 35 đến 45 gì đấy. Có thể là khi mà chúng ta ví dụ như con này của tôi này, tôi sẽ lấy hệ số K của nó bằng 50, tại vì cái phe thép này của tôi nó không tốt. Có những cái mà khi quấn đi quấn lại nhiều lần rồi mà phe sắt này của nó đã dỉ hết thì hệ số K chúng ta có thể lấy là cao hơn, lên đến 60 hoặc 65, 70 gì đấy. Đây, tôi sẽ chỉ cho các bạn này. Đây, tôi mới làm lại một cái nạp bình ắc quy.
Đây. Cái nạp bình AQ này của tôi thì là nạp bình 150A. Thiết diện của nó, diện tích cái trụ IE này là 30 cm². Đấy, như cái này thì là các bạn nhìn này, nó rất là cũ kỹ rồi. Như những con này thì là tôi thường thường là tôi phải lấy hệ số ca nó lên bằng là 60. 60 mà chạy vẫn còn nóng đấy các bạn. Đấy. Lần sau cuốn lại chúng ta cho lên 70 luôn thì cho nó mát hơn. Đấy, tôi giới thiệu các bạn như thế. Khi vừa nãy tôi đã đo được ở cái này rồi, bây giờ tôi sẽ tính mẫu cho các bạn xem nhé. Đây, 2,8 này. 4,2. Đấy. Diện tích S chỉ bằng 2,8 nhân với cả 4,2 cm. Và đây chúng ta sẽ đính. Đây, 2,8 nhân với cả 4,2 bằng, nó sẽ được là 11,76, là diện tích bằng 11,76. Đấy là diện tích của cái trụ chúng ta cần phải quấn dây vào cái trụ này các bạn nhé. Đấy. Ok. Thì bây giờ N là số vòng trên 1V thì chúng ta cũng giáp luôn vào thôi. N bằng K trên S thì tôi lấy cái này của tôi vừa đấy thôi. Nói với các bạn này, phe nó không được tốt thì tôi lấy hệ số K của nó là 50. Hệ số K bằng 50. K tôi lấy bằng 50 nha các bạn nha. Sẽ bằng 50 chia cho 11,76. Bằng 4,25. Đây là 4,25. 4,25 ở đây là 4,25 vòng trên 1V các bạn nhé. Vòng trên vôn. Đấy, khi mà ví dụ cái nguồn vào sơ cấp của chúng ta thường thường như con này của tôi là nó vào là điện 220V. Đấy, thì các bạn sẽ nhân với cả số vòng trên 1V này là 4,25. Này nhân với cả 220 bằng 935 vòng. Vậy đây, vậy cái sơ cấp của ta sẽ bằng 935 vòng. Như cái đây là tôi đang tính cái này của tôi nhá. Cái này của tôi thì là 935 vòng dây 0,35. Rồi. Khi chúng ta lấy nguồn ra cũng thế thôi. Ví dụ như cái con động cơ kia của tôi, cái biến áp này của tôi ấy, nó ra 110V thì lại lấy 110V nhân với cả 4,25 bằng đâu, các bạn chờ tôi tí. 4,25 nhân với cả 110 bằng 467. Đây là cuộn thứ cấp của tôi. Đấy, cũng tương tự như vậy nhá. Đấy là tôi tạm thời là tôi đã tính xong một cái bộ nội địa.
điện của tôi tạm thời chúng ta cứ gọi nó là bộ đổi điện đi nhé. Bộ đổi điện là từ 220 xuống 110V. Đấy. Bây giờ mình chỉ quấn bằng tần này vòng vào thôi là biến áp này của chúng ta là chạy rồi. Ok, bây giờ thì là khi các bạn mà muốn quấn một cái sạc một cái nạp bình ắc quy hay là một cái gì cũng như vậy thôi, đến khi cái máy hàn chập đây, ví dụ đây tôi đã có một chiếc máy hàn chập đây rồi, tôi quay cho các bạn xem đấy. Nhưng mà cái chiếc này của tôi nó khá lớn, tại vì thiết diện của nó, cái diện tích phe sắt của nó là nó lên đến 55cm² cơ đấy, nên nó to nó khỏe thì chúng ta có thể lôi ra nhiều đầu dây. Đây tôi lôi ra điểm đây, điểm 0V, đây 15V này, 24V này, 36 này, 48V này. Đấy. Khi chúng ta lôi nó ra nhiều những cái đầu như thế, với một để có một cái mục đích này, ví dụ như những cái con động cơ nào mà khi nào mà chúng ta chuyên làm những con động cơ nhỏ thì mình chuyển về cái vôn nó thấp hơn thì hàn nó sẽ không bị tóe. Còn khi nào những cái mối hàn to, ví dụ to như cái đầu ngón tay của tôi này, thì các bạn để tăng vôn nó cao lên. Tăng vôn nó cao lên ý, thì là nó sẽ chạy, là nó hàn là nó sẽ chảy luôn. Và chảy nhanh. Những cái mối to thì lại không sợ tóe nữa các bạn nhé. Đấy thì các bạn lên chọn cho tôi. Đây, lên chọn cho tôi. Nên chọn bộ phe sắt có cái thiết diện, là cái chiều này nhá, nhân với cái chiều này này là nó phải đạt độ tầm khoảng 30cm². Phe thiết diện tích bằng khoảng 30cm². Đấy, 30cm² thì là khi các bạn quấn vào thì là dòng của nó cao hơn, mà khi hàn những cái mối to nó sẽ thoải mái. Thế mình không phải quấn đi quấn lại, chứ đừng tiết kiệm quá mà làm những cái cục nhỏ nhỏ, hay không khi gặp những cái to thì chúng ta lại không hàn, nó khó không hàn được, hoặc là lôi von nó ra rất là cao. Cao ấy thì nó thường thường nó đầy hết những cái cửa sổ này. Đầy hết những cái cửa sổ này của chúng ta. Nên là nó khó hơn, nên các bạn cứ chọn cái bộ mà bộ phe mà nó có cái thiết diện là bằng 30cm trở lên. Đấy thì tôi cũng tạm thời tính cho các bạn là 30cm² này nhé. Đấy, vẫn cái công thức đấy, N bằng K trên S sẽ bằng, đấy tùy thuộc vào nhé. Các bạn ví dụ những cái mua những cái bộ phe mà người ta bán sẵn luôn ý, mà mới tinh mà hay bán ở những cái chỗ mà bán những cái vật tư về điện cơ ấy, thì là các bạn mua những cái phe đấy vào thì cũng nên là lấy hệ số K của nó bằng 50. Thì bằng 50 cho tôi. K đấy. Đấy là hệ số của biến áp. Thì lấy bằng 50 thì lúc đấy ta lại có 50. Chia cho 30 bằng, tôi lại tính cho các bạn luôn, xong cứ thế mua những cái phe đấy về mà làm. Năm mươi chia cho 30 sẽ bằng 1,66. Đấy thì chúng ta lấy 1,67 vòng trên vôn đi, làm tròn lên các bạn nhé. 1,7 vòng trên vôn sấp xỉ bằng 1,7 vòng trên vôn. Đấy thì nguồn vào của mình thì thường thường là 220 nhân với cả 1,7 bằng 1,7 đây, nhân với cả 220 bằng 374 vòng. Đấy là được cái là sơ cấp nha các bạn nhá. Nguồn sơ cấp.
Đấy, những cái phe mà nó có thiết diện bằng 30 thì các bạn cứ lấy dây để quấn cho nó, tôi dây sơ cấp là 0,80 đến 0,90. Ok. Đấy, còn cái ra cái thứ cấp, ra thứ cấp thì các bạn lại tính thế đó. Quấn cho nó hẳn dây là 2 ly 35 đi, 2,35 phi đấy. Đây là dây nhé, dây cỡ, dây cỡ, dây ok. Đấy nên là các bạn lôi ra cho nó nhiều nhiều đầu vào đi. Ví dụ các bạn nên là mình khi là mình quấn cái máy hàn này của các bạn lôi ra điểm 0 này đến 15V này. 15V để làm gì? Để khi chúng ta mà nhỡ đâu mà nhà mà có cái nạp bình ắc quy, à có cái bình ắc quy thì mình lấy luôn cái này lắp diode vào nạp luôn. Đấy, hàn máy bơm nước rồi hàn những cái mối hàn nó nhỏ nhỏ ấy thì là chúng ta cũng hàn bằng cái này được, thì nó không bị tóe mối hàn. 15 rồi hai mấy vôn đấy tùy các bạn. Tôi cứ ví dụ là 24V đi. 36, 48V. 24V thì lấy lên 26V. Có hai cái bình 100A thì mình cũng đấu vào nạp sẵn được. Đấy là tôi nói vui với các bạn vậy thôi nhá. Các bạn cứ lôi cho tôi lên đến 48 50 vòng đấy là tùy các bạn thôi. Vôn von càng cao nhá. Vôn càng cao thì hàn càng khỏe. Đấy nhưng mà các bạn là phải được cái cỡ dây của nó là 2,3 đến 2, nói chung cứ từ 2 ly đổ lên. Cứ từ 2 ly đến 2 ly rưỡi tùy các bạn thôi. Thì quấn dày bao nhiêu thì quấn. Đấy thì bây giờ chúng ta lại tính tính đã nhỉ. Vừa lẽ là xong cái sơ cấp ra thứ cấp là để mình cho cái chì của pin mà là mình hàn nhá. Đấy, 15V, 15 nhân với cả đâu 1,7. 1,7 bằng 25,5 vòng. Đây, 25,5 vòng. Vòng 26V thì lại lấy 26 nhân 1,7. 26 nhân 1,7 bằng 44,2. Thì quấn luôn thành 43 vòng đi. 44,2. Thì các bạn quấn luôn cho nó thành 43 vòng. Cho nó sướng. 36V cũng thế thôi. Lại nhân với 1,7. 36 nhân 1,7 bằng 61,2. 61,2. Ôi sao điều lẻ phải 2 đấy nhỉ. 48V cũng thế. Lấy 48 nhân 1,7 bằng 81,6. 82 vòng đi, 81,6. Các bạn quấn thành 82 này, 83 vòng đi. Cái này nó cũng không quan trọng lắm. Vôn càng cao nên mình hàn càng sướng. Thế thôi. Hàn những mối to càng sướng, còn những cái mối nhỏ ấy mà mình để ở von cao ấy thì là nó hỏng hết. Tóe ngay. Bắn tung tóe đi. Đấy, hôm nay là tôi xin chia sẻ với các bạn là cách để đây. Cách làm máy hàn chập. Rồi và bây giờ tôi sẽ hàn thử cho các bạn bằng cái máy hàn của tôi nhé. Vợ quay lên để chúng hàn thử cho các bạn xem thì. Từ từ từ. Các bạn chờ tôi nhé, để tôi kiếm cái đầu dây đồng. Đây à, bây giờ đến như cái máy hàn của tôi này, tôi đã chia ra nhưng mà cái đây tôi đang hàn nó rơi vào khoảng 24V. Đấy, những cái mối này nó cũng gần bằng ngón tay rồi.
trùng trì cái lõi quả pin nhé các bạn nhé. Đấy, mối hàn của chúng ta rất là ngấu rồi. Chảy thoải mái luôn, chảy nhũn đồng ra. Đấy, khói mù mịt. Đỏ hồng lên rất đẹp. Đấy. Như vậy là được rồi các bạn nhé. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một cách nó là như vậy để các bạn tự làm ra những cái máy hàn như thế. Nhiều người cứ hỏi và làm kiểu gì anh. Các bạn xem video của Linh Motor nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cho Linh Motor nhá. Linh Motor xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn vui vẻ.